Nhiều lúc đi trên đường thấy những đứa bé đang chơi đùa, tôi cứ tưởng là con tôi, nhưng tất cả chỉ là sự nhầm lẫn, một sự nhầm lẫn điên cuồng. Nhưng có bao giờ cậu nghĩ rằng tại sao những tù nhân như chúng tôi hay nhầm lẫn như vậy không? Có lẽ trong tù chúng tôi quá thiếu thốn tình cảm. Trước khi đến đây, tôi đã nghĩ cậu sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật này. Đúng, bao năm qua, tôi không nuôi dạy con tôi một phút, một giây nào. Tôi để nó sống côi cút đầu đường xó chợ, rồi lưu lạc qua xứ người. Cậu tưởng trong tù tôi vui sướng lắm sao? Tôi đâu phải là cầm thú mà sinh ra con rồi quăng nó đi. Những ngày tôi sống trong tù là những ngày tôi sống trong địa ngục tối tăm, lạnh lẽo. Tôi luôn khát khao được một ngày nào đó con trai tôi sẽ đến thăm tôi. Nó sẽ chạy ào tới, rồi kêu lên hai tiếng: "Ba ơi!" Tia hy vọng tôi chưa kịp hé lên đã vụt tắt. Xin lỗi cậu, tôi nhầm lẫn rồi. Tôi không có đứa con trai như cậu.